Rồi giờ mình lấy hai sợi dây, mình lại lòn về cái hạt số 2 này nha, rồi tiếp tục lên nữa nha. Rồi tiếp tục dây bên phải nè, mình đã lòn hai dây về hạt này rồi. Giờ mình lấy dây bên phải cho vào ba hạt xanh lá. 1 2 3. Mình lòn vô qua. Tạo thành một vòng 4 hạt cườm. Kế tiếp mình lấy dây phía dưới luôn. Mình cho vào 3 hạt xanh lá. Vòng này lên 4. 1 2 3. Mình lòn vô qua. Tiếp tục dây phía trên mình đi lòn qua hai hạt phía trên. Một, hai, xong mình cho vô thêm một hạt xanh lá, lòn dây qua. Đó là được 4 cái tiếp nha. Dây phía dưới mình cho vào 3 hạt xanh lá. Rồi mình lòn dây qua. Tiếp tục dây phía trên mình đi lòn qua hai hạt phía trên. Rồi mình cho vô thêm một hạt xanh lá. Lòn vô qua. Là 4. Kế tiếp dây phía dưới mình cho vào 3 hạt xanh lá. Rồi mình lòn vô qua. Tạo thành một vòng 4 hạt cườm. Kế tiếp dây phía trên đi lòn qua hai hạt phía trên. Một, hai, xong mình cho vô một hạt màu trắng nữa là 4. Tiếp tục dây phía dưới mình sẽ cho vào hai xanh một trắng. Xong mình lòn đi qua. Tạo thành một vòng 4 hạt cườm. Kế tiếp dây phía trên mình đi lòn qua hai hạt phía trên. Rồi mình cho thêm một hạt màu trắng. Là 4. Dây phía dưới nè, mình sẽ cho vào 3 hạt màu trắng. 1 2 3. Mình lòn dây qua tạo thành một vòng 4 hạt cườm. Kế tiếp dây phía trên mình đi lòn qua 2 hạt phía trên. Rồi mình cho thêm một hạt màu trắng nữa. Rồi kế tiếp dây phía dưới mình sẽ cho vào hai trắng một xanh. Rồi mình lòn dây qua. Tạo thành một vòng 4 hạt cườm. Kế tiếp dây phía trên mình đi lòn qua hai hạt phía trên. Rồi mình cho vào thêm một hạt xanh lá nữa là 4. Kế tiếp dây phía dưới nè, mình sẽ cho vào hai trắng một xanh.
1 2 3 cho vào hai trắng một xanh. Lòn đi qua. Tạo thành một vòng 4 hạt cườm kế tiếp. Dây phía trên đi lòn qua hai hạt phía trên. Rồi mình cho tiếp vào một hạt màu trắng nữa. Mình lòn đi qua. Đấy. Rồi bước kế tiếp nè, lại tới bìa các bạn chú ý nha. Dây phía dưới là mình cho vào 3 hạt màu trắng. Hạt màu trắng thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Lại đánh dấu hạt màu trắng thứ hai nha các bạn. Để mình đi lòn cả hai dây qua hạt màu trắng thứ hai. Rồi tiếp tục đi lên các phần kế tiếp. Kế tiếp dây phía trên đi lòn qua một hạt phía trên. Dây phía trên mình cho vào hai hạt xanh lá. Xong mình lòn dây qua. Rồi bây giờ cả hai dây mình lại lòn về cái hạt màu trắng thứ hai này, rồi tiếp tục lên nha các bạn. Rồi kế tiếp nha các bạn. Dây bên trái mình sẽ cho vào hai xanh một trắng. Hai xanh một trắng. Rồi mình lòn dây qua. Đi thêm cái lớp này nữa là sẽ xong cái hình kiểu này. Rồi các cái lớp còn lại là đều là màu xanh lá hết. Rồi kế tiếp dây bên trái phía dưới cho vào một xanh hai trắng. Rồi mình lòn đi qua. Rồi kế tiếp là dây phía trên mình đi lòn qua hai hạt phía trên. Một hai. Dây phía dưới mình cho vào một hạt màu trắng. Mình lòn dây qua. Mình được một vòng 4 hạt cườm. Kế tiếp dây phía dưới nè, mình sẽ cho vào 3 hạt màu trắng. 1 2 3. Mình lòn dây qua. Tạo thành một vòng 4 hạt cườm. Kế tiếp dây phía trên đi lòn qua hai hạt phía trên. Một hai. Dây phía dưới mình cho vào một hạt màu trắng. Đó. Kế tiếp dây phía dưới nè, mình sẽ cho vào hai xanh một trắng. Rồi mình lòn đi qua. Tạo thành một vòng 4 hạt cườm. Dây phía trên đi lòn qua hai hạt phía trên. Một hai. Xong rồi mình cho vô một hạt màu xanh. Coi như tới đây là xong cái biểu tượng này đó các bạn. Các lớp sau đều là màu xanh lá hết luôn. Rồi dây phía dưới cho vào 3 hạt xanh lá. Rồi mình lòn đi qua. Dây phía trên mình đi lòn qua 2 hạt. 1 2. Xong mình cho vô một hạt xanh lá. Kế tiếp dây phía dưới mình cho vào 3 hạt xanh lá. Rồi lòn dây qua tạo thành một vòng 4 hạt cườm. Kế tiếp dây phía trên đi lòn qua 2 hạt. 1 2.
Rồi mình cho vô thêm một hạt xanh lá nữa. Kế tiếp, dây phía dưới cho vào 3 hạt xanh lá. Bước kế tiếp, dây phía trên đi lòn qua 2 hạt xanh lá. Xong mình cho vô một hạt xanh lá nữa. Rồi dây phía dưới mình cho vào 3 hạt xanh lá. Như là y là xong biểu tượng này đó các bạn. Các cái lớp còn lại các bạn đi giống nhau. Đi sao? Đi một hồi mà các bạn đếm lại cái hạt bìa này nè. Từ trên xuống dưới mà đếm đủ 40 hạt bìa là đủ cái túi rồi đó. Là bắt đầu mình ngưng. Ngưng là bắt đầu mình mới đi cốp cốp bẻ bẻ túi thành hình. Rồi dây phía trên đi lòn qua 2 hạt phía trên. Rồi cho vào một hạt xanh lá. Rồi bắt đầu hết dây rồi là mình sẽ đi nối dây tiếp nè. Dây phía dưới mình cho vào 3 hạt xanh lá tới bìa đó. Tới bìa nè, 1 2 3 lại đánh dấu hạt xanh lá thứ hai để mình lòn dây mới vào. Đó. Rồi, dây phía trên đi lòn qua một hạt phía trên. Rồi dây phía trên mình cho vô 2 hạt luôn. Xanh lá luôn. Xong mình buộc dây luôn. Tại vì nó hết dây rồi. Buộc dây, cắt dây giấu mối đi. Kéo cho cái mối nó tuột vô giữa. Rồi thì như ban đầu á, thay vì là mình lòn sợi dây, lòn hai sợi dây về cái hạt này đúng không, hạt thứ hai nè, nhưng mà bây giờ ở đây mình hết dây, mình kết thúc rồi thì mình sẽ lấy cái sợi dây mới mình xỏ trực tiếp vô hạt thứ hai này luôn. Đó. Rồi các bạn lại đi giống bước ban đầu nữa, dây bên phải nè cho vào 3 hạt xanh lá. Bây giờ đã xong cái chữ nai rồi thì các cái bước còn lại đều là hạt xanh lá hết. Cho nên là các bạn cứ nắm được quy tắc đi. Đó, nắm được quy tắc đi. Ở từ trên xuống dưới nãy giờ mình đi chỉ có một quy tắc thôi. Đó, như vậy đó. Xong rồi dây phía dưới mình tiếp tục cho vào 3 hạt xanh lá. Xong mình lòn dây qua. Rồi. Mình lấy dây phía trên mình đi lòn qua 2 hạt phía trên. Rồi mình cho vô thêm một hạt xanh lá nữa. Đó là 4. Đó như vậy. Tiếp tục. Dây phía dưới cho vào 3 hạt xanh lá. Rồi mình lòn dây qua. Rồi, dây phía trên lại đi lòn qua 2 hạt phía trên. Các bạn nhớ bước đi như vậy nha. Rồi cho vào thêm một hạt xanh lá nữa là 4. Các bạn cứ đi, cứ nhớ bước đi như vậy. Mình đi xong bước này rồi thì lớp này rồi á, đi xong cái lớp này rồi mình sẽ không đi tiếp tục nữa mà để các bạn tự đi. Tại vì các lớp còn lại đều là màu xanh lá hết. Rồi, dây phía dưới cho vào 3 hạt xanh lá. Đều là 3 hạt xanh lá hết mà quy luật đi của nó giống như nhau hết. Thì các bạn sẽ lặp lại những cái bước đi nãy giờ là các bạn sẽ làm được cái túi này nha.
tại vì các bước sau nó lặp đi lặp lại, nếu mình làm nữa thì nó sẽ tốn thời gian của các bạn. Mà mình làm từ trên xuống dưới nãy giờ rất là nhiều bước giống nhau rồi, lớp nào cũng đi giống nhau hết, thì mình nghĩ là các bạn đã nắm được cái quy luật của nó rồi. Dây phía trên đi lòn qua hai hạt phía trên. Chứ nếu mà mình đi hết cái giỏ sách này cũng phải 3-4 tiếng đồng hồ. Cái video mà dài 3-4 tiếng đồng hồ, các bạn không có theo dõi nổi đâu. Rồi cho vào một hạt xanh lá nữa là 4. Cho nên là mình sẽ đi xong cái hoa văn này là xong rồi đó. Tại vì mặt sau của cái túi nai này là nguyên một màu xanh lá, chứ nó không có biểu tượng nai này đâu. Còn các bạn mà muốn phía sau cũng là biểu tượng nai này á, thì các bạn sẽ lặp lại. Khi mà xong 4 hạt đáy chiều dài rồi á, thì các bạn sẽ lặp lại quy luật giống như cái này thì nó sẽ được. Hoặc là các bạn làm hai cái mặt giống như vậy, rồi cái mới gáp các cạnh xung quanh lại với nhau cũng được. Rồi dây phía dưới mình cho vào 3 hạt xanh lá. Rồi dây phía trên đi lòn qua hai hạt phía trên. Rồi mình cho vào một hạt xanh lá nữa là 4. Dây phía dưới mình cho vào 3 hạt xanh lá. Rồi mình lòn dây qua tạo thành một vòng 4 hạt cườm. Rồi dây phía trên lại đi lòn qua hai hạt xanh lá. Rồi mình cho vô thêm một hạt xanh lá nữa là 4. Rồi tiếp tục dây phía dưới cho vào 3 hạt xanh lá. Lòn dây qua. Đó, tạo thành 4 hạt xanh lá. Rồi tiếp tục dây phía trên đi lòn qua hai hạt phía trên. Rồi mình lại cho vào một hạt xanh lá. Tiếp tục dây phía dưới là bước kế tiếp, dây phía dưới cho vào 4 hạt, 3 hạt xanh lá, cho vào 3 hạt xanh lá. Cho mình lòn dây qua. Tạo thành một vòng 4 hạt cườm. Dây phía trên mình đi lòn qua hai hạt phía trên. Rồi mình cho vào một hạt xanh lá nữa là 4. Rồi lại tới cái bìa của nó nè, tới cái bìa của nó rồi. Các bạn lại đánh dấu tiếp. Dây phía dưới mình cho vào 3 hạt xanh lá. Hạt xanh lá thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Mình đánh dấu lại hạt xanh lá thứ hai. Một xíu nữa cả hai dây mình sẽ lòn về hạt xanh lá thứ hai để tiếp tục đi lên cái lớp kế tiếp. Rồi dây phía trên mình đi lòn qua một hạt phía trên. Rồi lấy dây phía trên luôn, mình cho vào hai hạt xanh lá. Xong mình lòn dây qua nè, tạo thành một vòng 4 hạt cườm. Rồi các bạn tiếp tục lòn cả hai dây về ngay cái hạt xanh lá thứ hai này. Rồi các bạn lên tiếp tục nha. Thì theo cái hạt bìa này mình được bao nhiêu rồi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rồi đúng không? Thì theo cái mẫu nè, cái mẫu thì từ đây xuống cái hạt bìa này, từ đây nè mà xuống hết tới đây luôn là tổng cộng là 40 hạt đó, là từ đây qua đây luôn nè. Nên các bạn cứ đi tiếp tục nha, cứ đi như vậy, tại vì phần phía dưới là màu xanh lá hết. Cứ đi như vậy, đi xuống, dài xuống, đi dài xuống, dài xuống cho đến đủ bên hạt bìa mình mà đếm đủ 40 hạt là bắt đầu mình ngưng. Mình ngưng rồi mình sẽ bẻ hình dạng túi với các bạn. Rồi các bạn làm tiếp tục nha các bạn. Rồi lúc nãy mình nói với các bạn là đi tiếp tục phải không? Đó là mình đi về tới đây rồi nè.
là hồi sớm mình nói với các bạn là cái mặt bên này á, là có chữ nai phải không, có hình nai, còn bên này á, là nguyên một mặt xanh, thì nguyên một mặt xanh là sẽ nằm phía sau. Nhưng mà mình á, thì lại thích làm thêm một cái chữ nai gì nữa. Thì nếu mà các bạn muốn làm giống mình á, thì khi mà làm tới đây đúng không, khi mà làm tới đây thì các bạn bẻ cốp lên như vậy nè, bẻ cốp lên như vậy, xong rồi cái mình so với cái nền màu trắng ở phía dưới, cái ở dưới là hạt màu gì thì mình đi theo hạt màu đó, giống như đè lên như vậy để đi copy á, đi copy dòng dưới á, dễ làm lắm. Còn nếu mà các bạn không làm được như vậy á thì cứ đi phía sau này là màu xanh hết, hoặc là đi hai miếng giống nhau, miếng phía trước và miếng phía sau giống nhau rồi mình gáp lại là được đó. Tại vì đi nguyên một miếng hết là nó lâu lắm, mà cái cách đi cũng như vậy thôi các bạn. Rồi đây mình đếm bao nhiêu rồi, mình nói từ trên xuống dưới này là 40 hạt phải không, mà ở đây mới có 38 hạt thôi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38, mới có 38 thôi. Vậy là còn một lớp nữa, mà mình đã đi tới đây hai hạt trắng rồi, còn hai hạt trắng phía trên nữa, vậy là mình còn thiếu hai hạt, thiếu hai hạt nữa là đủ 48. Nhưng mà khi mà đi tới đây á, nó chỉ còn một lớp nữa à, không có đi theo cái nguyên tắc kia được, mà mình sẽ đi như vậy. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Rồi bây giờ là hai cái dây của mình đang nằm ở hạt này đúng không, giờ mình sẽ lấy cái dây bên trái, lấy dây bên trái mình cho vào ba hạt màu xanh, xong rồi mình lòn tròn lại ngay cái hạt này luôn, lòn từ phải qua trái ngay cái hướng từ phải qua trái ngay cái hạt này luôn đó, như vậy hướng từ đây qua đây là lòn về ngay chỗ cái hạt gốc luôn nè đó. Xong rồi cả hai dây mình mới lòn về cái hạt cái bên phải, cả hai dây lòn về hạt cái bên phải nha. Đây giờ lòn qua một dây phía bên phải, lòn qua một hạt dây phía bên trái, lòn qua ba hạt. Lòn sao mà cho hai dây nó gặp, nó xúc chéo nhau ở cái hạt mà cái bên phải mình mới chỉ á. Đó là cả hai dây mình lòn vào hạt này đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải kế tiếp. Đó, lòn qua hạt bên phải đúng không? Thì mình sẽ đánh dấu ngay cái hạt mình mới lòn qua bên phải, đánh dấu ngay hạt đó. Xong mình mới lấy sợi dây bên trái, mình mới cho vào hai hạt màu xanh. Đó, xong mình lấy cái dây bên trái này, mình lòn qua cái hạt màu xanh bên phải nãy kêu đánh dấu, lòn từ phải qua trái, lòn ngược lại tạo thành một cái ô vuông. Đó, như vậy. Xong rồi lặp lại, cả hai dây này mình mới lòn qua cái hạt màu trắng cái bên, lòn cho nó theo hình vuông á, lòn theo hình vuông cho hai dây xóc chéo nhau. Đang chéo nhau tại cái hạt màu trắng. Tại vì cái bước này nó còn có một lớp mà nên không có đi theo quy luật kia được. Còn thiếu có hai hạt nên mình sẽ đi theo cách này để mà cho đủ hai hạt. Rồi cái tiếp dây bên phải đi lòn qua một hạt màu trắng bên phải, lòn qua hạt cái bên nè. Xong rồi dây bên trái này mình mới cho vô hai hạt màu trắng. Đó, dây bên trái cho vô hai hạt màu trắng. Xong mình mới lòn qua hạt màu trắng thứ hai bên phải, mình mới lòn đó, lòn tròn lại tạo thành một hình vuông, lòn theo cái hướng từ phải qua trái đó. Rồi cả hai dây mình lại lòn qua cái lòn tròn theo cái hình vuông phía dưới này để nó về đây cho hai dây gặp nhau ở cái hạt màu xanh kế tiếp. Rồi dây bên phải lòn qua một nè, dây bên trái lòn tròn qua theo ô vuông ba hạt. Rồi tiếp tục lấy dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải nữa. Đó, lòn qua một hạt bên phải đánh dấu ở hạt này. Xong dây bên trái mình cho vào hai hạt xanh lá.
Rồi mình lại lòn tròn qua cái hạt bên phải này, lòn ngược lại tạo thành ô vuông. Đó. Rồi tiếp tục. 2 giây mình lại đi chéo qua cái ô các cái hạt bên cạnh. Lặp lại cho đến hết cái lớp này là xong. Cái tiếp dây bên phải đi lòn qua một hạt bên phải. Lòn qua một hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vô 2 hạt cườm màu xanh lá. Rồi lòn tròn lại ngay chỗ hạt bên phải, lòn theo hướng từ phải qua trái. Rồi như vậy là xong, hoàn thành rồi. Mình đi buộc dây, giấu mới cắt dây đi nữa là xong. Rồi mình sẽ đi gắp cho cái phần thân bìa.